Hà Nhung chào cả nhà. Cả nhà ơi, siêu thị hôm nay đông quá trời này cả nhà. Hôm nay hình như là ngày 25 mình nè, 25 mình nè. Còn 5-6 ngày gì nữa là đến Tết rồi, đón năm mới rồi. Thì hôm nay người ta đi siêu thị mua đồ gì đông nghẹt luôn này cả nhà. Đây mấy cái quầy tính tiền á, đông nghẹt luôn, xếp hàng dài dài luôn. Nãy mua có chút xíu đồ mà đứng xếp hàng hoài luôn á cả nhà. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 2 năm 2021. Người ta đi mua sắm Tết ở siêu thị đông nghẹt luôn, có mua đồ quá trời luôn. Nay đông quá trời luôn cả nhà. Nay với ngày mai, ngày mai chắc cũng đông lắm, mai mốt nữa. Còn nay là thứ bảy ngày 6 tây tháng 2 năm 2021, nó đông vậy đó. Mai là 7 tây, chủ nhật, mốt là thứ hai là ngày 8 tây vậy. Ngày 8 tây là công nhân nó được nghỉ trơn rồi đó. Ở trong Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh này là các xí nghiệp, công ty đa số là ngày 8 tây. 8 tây tháng 2 là công ty nó cho công nhân nghỉ, là nhằm ngày dưới là ngày 27 mình. Là nó về quê rồi. Lớp thì đi về miền Bắc, miền Trung, rồi đi về miền Tây. Mấy người miền Tây thì họ còn ở lại thêm ngày 2 ngày gì cũng có. Nhưng mà đa số là nghĩ là nó xếp đồ nó về quê hết à. Là tới thứ hai, bắt đầu thứ ba, thứ tư tuần sau là siêu thị vắng lại rồi. Nay đông quá trời luôn. Bây giờ ở trỏng bây giờ còn đông nghẹt luôn đó nha. Mua đồ mình xếp hàng dài dài luôn, đứng chờ lâu lắm. Siêu thị này là siêu thị Bình Tân, siêu thị Bixi, siêu thị Bixi An Lạc, Bình Tân, hồ Học Lãm nha cả nhà. Siêu thị hồ Học Lãm. Cả nhà ai mà hay đi siêu thị hồ Học Lãm á, nhìn cái chỗ ngoài nó trang trí á, chỗ nó trang trí cái chữ ở ngoài đó nhìn là biết à. Không khí Tết cho sôi nổi luôn. Nay đi sắm đồ, đây mấy ngày cuối cuối rồi. Không biết mấy cái chợ giờ có đông không thì không biết. Siêu thị Nhật Mon này, Mon nó Bình Tân trên đây, Nhung cũng chưa có đi nữa. Để mai mốt đi lên qua thì thấy đông quá. Thôi là dịch bệnh corona gì mà đông nghẹt chèm nhau đi vậy chắc lây giúp chết. Tranh thủ cái lúc mà đứng xếp hàng nè, xếp hàng tính tiền quay video này cả nhà, quay lén video nè. Đang đứng chờ xếp hàng chờ tính tiền nè cả nhà ơi. Đó, thấy đông nghẹt cả nhà, thấy đông nghẹt không, quá trời người ta ơi, dính chùm nhau nè, ai cũng mang khẩu trang hết trơn á. Siêu thị Bixi, An Lạc, hồ Học Lãm, Bình Tân nha cả nhà, Bình Tân, Sài Gòn, Việt Nam, cẩn cẩn mọi người đi mua sắm Tết, đi mua đồ, bánh kẹo giờ chuẩn bị sắm Tết, về quê ăn Tết. Hôm nay là ngày 6 tây tháng 2 2021. 25 mình dưới rồi, còn 5-6 ngày nữa là Tết tới nơi rồi cả nhà ơi.
siêu thị Bixi này là năm nay nó buôn bán làm ăn cũng được lắm nha. Hình như năm nay là nghe mấy đứa tuổi dễ nó hô là ngày mùng một á, ngày mùng một nó được nghỉ ngày, còn là làm hết trơn đó, là siêu thị hoạt động hết trơn đó. Thì mỗi năm á thì hình như là nó nghỉ từ bắt đầu hết ngày 30 mùng 1 cho tới mùng 4 mình á, mùng 4 Tết nó mới làm. Nhưng mà năm nay hình như là nó mùng 2 là nó làm rồi. Nó nghỉ có ngày mùng 1 à. Thì năm rồi Nhung nhớ là nó làm tới ngày 28, 29 hay là 30 gì thì cũng nhớ nó mà nó nghỉ tới mùng 4. Mà năm nay là nó hoạt động á. Năm nay nó làm ăn buôn bán mạnh đó, nó hoạt động hết trơn luôn. Còn siêu thị Nhật Eumon á, siêu thị Nhật á thì nó làm miết à, nó không có nghỉ ngày nào hết trơn á. Siêu thị Nhật thì nó làm suốt vậy đó, không có nghỉ Tết ngày nào hết á. Mấy siêu thị này là nó nhờ nó buôn bán, nó làm ăn là nó nhờ bán được hàng là nhờ những cái ngày lễ, ngày Tết đó thì nó làm ăn nó mới có lời. Mấy ngày lễ ngày Tết đó, các cái siêu thị nó đông lắm, người ta tụ tập, người ta tới siêu thị mua sắm. Rồi như siêu thị này bây giờ cũng mở quán lẩu bò vô ăn uống nè, cũng quá trời, bán kem bánh trái gì quá trời nè. Còn siêu thị Nhật thì nó có nhà hàng, lầu 2, lầu 3, lầu nào cũng bán ăn uống phong phú luôn á. Siêu thị Nhật thì ẩm thực nó phong phú luôn á, bởi vậy nó bán nhất là ăn uống là nó nhờ mấy ngày lễ Tết á, người ta đi ăn đông lắm, ăn mà chen nhau ăn, không có bàn có ghế ngồi dành nhau ngồi mà cực khổ, mà người ta cũng vô ăn đông lắm. Hồi trước mình có làm mấy cái khu mà ẩm thực của hội đó, lầu 2 đó, mấy khu mà phục vụ ăn uống á, nó đông nghẹt à. Quá trời quá đất, mua đi siêu thị đông. Cũng bị mua sắm Tết rồi cả nhà ơi, mua đồ Tết nứt dầu. Mình thì ở lại Sài Gòn, ở nhà trọ, không có mua sắm cái gì, không có mua thứ gì trơn á cả nhà ơi. Năm nay thất nghiệp mà hết hơn một năm luôn. Đường cũng đông vui nhộn nhịp lắm. Dọc đường Kinh Dương Vương thì bắt đầu nó bày bông hoa ra, nó bán quá trời luôn, nhìn đẹp quá trời luôn. Nhung quay cái cảnh đi mua sắm đồ Tết cho cả nhà xem nha. Nhung Minh cảm ơn cả nhà đã vào xem ủng hộ cái video này. Chúc cả nhà thì mua sắm Tết vui vẻ. Cả nhà nhớ ủng hộ cho Nhung một lượt đăng ký miễn phí nha, ủng hộ giúp giùm Nhung nha, cái kênh này còn nhỏ xíu à. Giúp mình một lượt đăng ký, nhớ bấm nút chuông thông báo á, để mình nhận được những cái video mới nhất ở mình sẽ đi qua những cái cảnh nóng, cảnh đẹp ở ngoài đường siêu thị ở Sài Gòn cho cả nhà xem. Tết rồi, bông hoa này quá trời hoa này cả nhà ơi, hoa trang trí Tết rồi, hoa cúc, hoa vàng thọ gì nè, đẹp quá ha.
Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại.